Ôi con lam nè cả nhà ơi, mê quá đi cạo ra nó nằm quá xá luôn. Ngày hôm qua không bắt nó, bữa nay bắt nó. Ôi đó con cạo ra. Cạo ra nó nằm quá xá luôn nè cả nhà. Oh my god. Cạo ra thấy nó nằm mình bắt không kịp luôn á. Nó giống như là mình cào ngay cái chỗ một ổ luôn á. Nha, anh mình cạo tâm này nè, mình cạo tâm này nè. Oh my god. Trời đó coi coi nè. Mẹ môi cái tay nó cũng nằm cả đống luôn nè coi. Dạ. Hôm nay may điệu đi Seattle bắt oyster nha. Hy vọng sẽ bội thu. Oyster nướng ăn với muối tiêu chanh là bá cháy bù chét luôn. Mấy đứa nhỏ ăn mì ăn tối. Đó. Ba Hương đang xẻ mít nè cả nhà, nó mua mít về trái mít nè, mua nó chín, có 99 cent. Mít thì rẻ, cái chỗ này rẻ, còn cái chợ kia 3.50 đồng một phao, còn cái chợ này thì mít nó rẻ, cái mít ngon lắm. Xẻ mít ăn. Đây một cái phòng ngủ nữa. Cái phòng ngủ này, một cái giường này là giường queen size, còn đây là một cái giường double. Cái này là cho chắc cho vợ chồng mà có con nè. Cái này là cái giường này double, ngủ hai đứa. Đây là có cái giường, nó có cái của em bé nữa đây. Đó. Washroom. Washroom này washroom nằm. Washroom đẹp quá chừng luôn. Wow. Phòng này cũng đẹp quá chừng luôn. Phòng ngủ đó. Phòng ngủ bên đó mở cái cửa qua đây là vô đây là phòng tắm. Bên đây là cái phòng tắm nằm, còn bên đây là cái phòng tắm đứng cùng chung một phòng luôn. Bên đây là phòng tắm đứng lớn quá chừng luôn. Đây là phòng giặt đồ. Wow. Phòng ngủ. Phòng ngủ lớn nè. Bởi vậy cả nhà biết không, mướn cái nhà này mắc tiền quá chừng luôn. Còn cái giường ngủ nè, đó.
Rồi, 9 giờ tối rồi. Mới tới cái nhà nè các bạn. Cả nhà ơi, đó. Tới nhà rồi. Đi nhà hàng ăn, đi chợ. 9 giờ tối mới tới. I guess we're walking in shoes. Wow, nhà mới của mình bự quá. Đây nhà mới đây, nhà mới của mình đây. Nhà mới của mình đây. Dọn đồ để về gửi chứ. Nhà mới trước cửa biển đây. Nhà bếp, wow. Bán ăn. Cái cửa đi ra phía sau, nhà bếp, tủ lạnh, ô gia phòng khách. Đó. Ghé vô Walmart mua chút đồ nữa cả nhà. Walmart. Ồ, dưa hấu ở đây ngon quá. Dưa hấu này ngon nè. Wow. Dưa hấu này mới ngon nè. Dưa hấu này ngon. Thôi bây giờ lỡ rồi thì mua rồi. Ôi, có 6 đồng mấy có. Cả nhà đi chơi Walmart. Thằng bơi này sơ khiêu hồi nữa. Lượn xuống cái xe shopping car. Hết mâm của anh bỏ đồ xuống xe. Anh cần túi, anh cần gì hết. Coi mấy cái xe shopping car của cái chợ Lâm Siêu Food nè. Cái chợ thì nhìn sập sệ quá cả nhà. Good view nè. Rồi cái chợ gì nè. Cười quá. Xe rồi đủ. Cái subway rồi của lô. Chắc cái này người ta đẩy người ta bỏ rồi lụm về xài. Bắc Kinh nó thì nhỏ xíu nhỏ xíu. Ở Canada mình là số 1 rồi cả nhà ơi. Canada mình là nhất rồi. Một xe đồ ăn này nè là 200 đô. Đi qua đây phải xịu xài tiền Mỹ thôi. Ở bên đây đồ ăn nó mắc hơn ở bên Calgary nhiều đó cả nhà. Mua đủ chưa con? Về nhà không có được mấy
chia đấy mẹ ở đâu vậy? Đây, đây, đây. Chợ này chợ cũng nhất cả nhà. Bây giờ quyết định đây là bây giờ không mua gì đây. 3.59 xem một ao. Sau đó keo đi mình đó cả nhà. Chợ này đồ mắc. Bây giờ sẽ đi kiếm một cái chợ nữa. Bán nhiều cái cây mà. Chợ này là chợ của người Nhật các bạn, đồ mắc. Đi vô chợ mua đồ ăn đây. Đi chỗ nào? Bằng hướng chỗ Seafood trước rồi. Seafood, oh Seafood. Cả nhà ăn no xong rồi bây giờ đi kiếm chợ để đi mua rau cải thịt đồ về barbecue. Đi nhanh chút gì. Cái này là đồ ăn tàu, người ta làm giống như là đồ ăn Nhật. Đó, đây là mì rau cải. Mì bò. Nói bụng quá ăn sắp hết rồi bây giờ mới nhớ quay ra. Bên này là sáng hải có tiếng ạ, có bánh bao sáng hải. Cái này đồ ăn tàu mà người ta làm giống như là đồ ăn Nhật vậy các bạn. Mình cứ bám theo tụi nó đi thôi. Đi chơi đi với con thì sướng nhất rồi, nó thách khe mình hết từ A tới Z luôn, khỏi lo gì hết. Nói đây là đau thao xia thồ. Đây là phố tàu chứ, phố tàu của xia thồ. Phố tàu của xia thồ đây. Ngồi mình phải mua chanh nha. Đi xuống phố tàu của Seattle đây cả nhà. Sao vậy, nóng hả ba? Chắc ba lấy cái khóa. Màu đen đẹp quá hả? Anh trai đang vô đây để chờ, để lấy xe, muốn xe đây để chở. Đất đai ở đó đầu tư.
phi trường rồi.